thử thách cho tất cả các bạn, đó là trang trí trong một tập tiếp theo. 6 ngôi sao xuất sắc nhất của chương trình người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model 2017 sẽ có những trải nghiệm vô cùng mới lạ khi được thỏa sức lựa chọn nội thất của trung tâm nội thất Phú Sinh để bài trí không gian sống mang phong cách một ngôi sao. Nhưng mà cái này chị thích, chị thích kệ, chị bây giờ em không thích thì em đi kiếm cái khác đi. Ngay sau đó, các thí sinh đã có cơ hội làm việc với soái ca bước ra từ màn ảnh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, khi phải tạo dáng và giữ thăng bằng trên chiếc bập bênh trong trang phục mang phong cách pop art đến từ thương hiệu thời trang Ivy Moda. Tôi muốn xác nhận một lần nữa, bạn có tham gia thử thách diễn xuất cộng thêm. Do không thể thực hiện thử thách diễn xuất phụ của ban giám khảo đưa ra, Nguyễn Hợp đã lựa chọn dừng chân trên hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của chương trình người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model All Star, trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Những thử thách bất ngờ và hấp dẫn nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Ai sẽ vượt qua và ai sẽ là người giành tấm vé vào đêm chung kết của chương trình người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model 2017 mùa giải All Star? Vậy ai trong các bạn sẽ là người có tấm vé đầu tiên đến cái đêm chung kết cũng như đến với chuyến trải nghiệm tại Seoul, Hàn Quốc do công ty quản lý và đào tạo người mẫu VU Model tài trợ? Xin chúc mừng. Hãy đón xem trong tập tối nay. Trở về nhà chung, thấy bức hình của mình với anh Hứa Vĩ Văn ở trên TV rất là vui và hào hứng. Vẫn hận là Trang hôm nay Hứa Vĩ Văn của tôi. Đối thủ của mình đang ngày càng và tăng tốc. Không thể tiếp tục xem nhẹ bất kỳ một điều gì nữa mà phải tập trung hết sức cho đoạn đường cuối cùng này. Sau khi tất cả mọi người đứng xem tấm hình của Dương xong, mọi người bắt đầu ra ghế sofa để đọc thư của Nguyễn Hợp. Ngày hôm nay phải ra về, biết chắc mọi người sẽ rất buồn nhưng chuyện này là bình thường. Nhi Béo, anh hy vọng em sẽ là một trong những người trụ cuối cùng. Tao Ngân, em cũng phải cố gắng nhé em, cô gái thứ hai chị muốn thấy ở đêm chung kết. Kim Dung, luôn tin tưởng ở em mọi thứ, cố lên em nhé, là người thứ ba chị muốn thấy trong đêm chung kết. Gửi cho chị Teo, em biết chị là một người rất tốt, nhờ có chị nên mọi khúc mắc của em với Tin Sang luôn được giải quyết. Em xin lỗi về những thứ không tốt em gây ra cho chị và mọi người. Chung kết có 4 người thì chị là người thứ tư em muốn thấy. Hợp đã có một sự thay đổi, đã nhận ra tất cả mọi thứ làm cho mọi người trở nên gắn kết với nhau. Thật sự rất là cảm động. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua, chúc mọi người luôn thành công. Về đọc thư và Hợp không nhắc đến tên tôi cảm thấy rất là vui. Nếu mà tôi làm bạn với Nguyễn Hợp, tức nghĩa là tôi phản bội lại chị Kiki. Và tôi không thể nào phản bội lại người bạn của mình bởi một người không nghĩ tôi có thể làm bạn cô ấy trong tương lai. Vietnam's Next Top Model. Có tiếng động rất là to ở phía dưới nhà, hình như là có thư từ ban giám khảo gửi đến. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là phần quà cho 5 người xuất sắc nhất. Chào buổi sáng top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Một ngôi sao không chỉ được công chúng yêu mến bởi phong cách sống, thái độ làm việc chuyên nghiệp, mà còn phải là một tấm lòng nhân ái và biết chia sẻ.
đọc bức thư của chị Ánh, tôi đoán ra được là chắc là chúng tôi sẽ đi làm từ thiện, lại may ấm tình thương nào đó. Mọi người rất là hào hứng gói những cái phần quà. Rồi, xong, cuối cùng cũng xong. Cảm ơn thầy. Dạ thầy, hôm nay tụi con từ chương trình Việt Nam Next Top Model, mẫu Việt Nam tới đây để mà thăm trung tâm của mình. Xin cảm ơn các cô đại diện cho người mẫu đến thăm nhà tình thương dạ, dạ, dạ. Dạ, bây giờ mới là nhờ thầy có thể dẫn con tham quan dạ, trung tâm một vòng được không? Dạ. Có rất nhiều những em nhỏ chạy xung quanh chúng tôi và rất là hào hứng khi ở nhận quà. Trao những món quà nhỏ, các em nở một nụ cười rất là tươi, thật sự là xúc động. Khi nhìn các em nhỏ vui sướng vì được nhận quà là bản thân mình cũng cảm thấy rất là vui. Rất là vui khi trong cái mái ấm tình thương vậy mà các em vẫn biết đến chương trình Người Mẫu Việt Nam và biết được cả hết tên các thí sinh. Mà nghĩ lại rằng tất cả những đứa trẻ ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi thì tôi có một khoảnh khắc đã bị chạnh lòng. Đến phần cuối cùng, tôi quyết định sẽ có một cuộc thi trình diễn thời trang nho nhỏ. Chúng tôi muốn rèn luyện cho các em sự tự tin để các em có thể bước ra cuộc đời ngoài kia. Nhóm của tôi toàn là nam mà các em rất là thông minh, học hỏi rất là nhanh. Thì chỉ một hai lần thôi là các em đã biết là mình phải đi như thế nào, trình diễn như thế nào. Những em bé trai rất là thích mình. Dương ngồi ở giữa, xong các em buông xung quanh cứng ngắc như vậy là không muốn cho Dương đứng lên thực hiện những cái trò chơi mà các thí sinh tham gia. Và bây giờ là vòng sơ tuyển của chương trình Người Mẫu Việt Nam nhí. Xin được phép bắt đầu. Các em đã dám bước những bước vụng về, đã dám đi những bước đi không hoàn hảo đầu tiên của mình. Và đối với tôi đó là một niềm tự hào. Mấy em biết cái gì thì làm cái đó. Rất là vui, rất là hoạt bát. Cô sao nhỏ trong đội của Trà My đã thực hiện phần trình diễn của mình rất là xuất sắc và đáng yêu. Các học trò nhí của mình là bản năng biểu diễn hay sao? Gần như là biểu diễn chuyên nghiệp như một người mẫu nhí. Tất cả các bạn đã làm rất là tốt, mà các bạn hãy trao quà cho học viên của mình. Những món quà tuy nhỏ nhưng rất là ý nghĩa. Tôi cảm thấy còn rất nhiều những hoàn cảnh rất khó khăn và cần được giúp đỡ. Tuy không có ba mẹ ở bên cạnh nhưng các em đều có một cái tình thương lớn dành cho nhau, khiến cho các em có thêm động lực để mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một thành công thì các em vẫn có một nơi trốn để trở về. Bây giờ là mấy chị phải đi về rồi. Rất cảm ơn mọi người cho mấy chị có được một buổi rất là có ý nghĩa. Chúc các bạn ở đây nghe lời người lớn, cố gắng học tập và có một công việc. Qua ngày hôm nay thì Dương đã nhận thấy giá trị nhân văn của chuyến đi này, mang lại một sự giàu có trong tâm hồn và đem lại cho Dương và tất cả các thí sinh có được một cái vốn sống nhất định cho mỗi người. Thử thách ngày hôm nay Kanifa dành cho các em sẽ là quay một TVC quảng cáo cho những dòng hàng và những hoàn cảnh sử dụng trong mùa thu đông năm 2017. Xu hướng thời trang xanh. Gì vậy Trang? Tao đang học mà. Kanifa, sao vượt qua ổ? Kanifa, cảm giác chịu quá. Thao Ngân đang thuyết minh phim trưởng. Xin chào tất cả các cô gái. Chào bạn. Như tôi đã chia sẻ, số lần được lựa chọn làm đại diện cho thương hiệu sẽ đánh dấu vị trí của các bạn trong làng người mẫu. Và ngày hôm nay, các bạn lại có một trải nghiệm casting để làm gương mặt đại diện
cho một thương hiệu thời trang. Để hiểu rõ hơn về thử thách, xin giới thiệu tới các bạn một khách mời vô cùng đặc biệt. Xin mời chị. Chào tất cả các bạn. Chào chị. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chị Đoàn Ngọc, đại diện cho thương hiệu thời trang Canifa. Thương hiệu thời trang đã cùng đồng hành với chương trình Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model trong suốt 6 mùa giải vừa qua. Canifa là một nhãn hàng dành cho số đông với rất là đa dạng đối tượng và hoàn cảnh sử dụng. Và thử thách ngày hôm nay Canifa dành cho các bạn sẽ là quay một TVC quảng cáo cho những dòng hàng và những hoàn cảnh sử dụng trong mùa thu đông năm 2017. Ôi, TVC nữa. Cảm thấy rất là lo lắng. Đây là lần đầu tiên làm việc với nhãn hàng Canifa. Chắc là chúng mình sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Mỗi một bạn sẽ là diễn viên chính trong clip của mình. Bốn người còn lại sẽ là những diễn viên phụ. Hôm nay chúng ta có 5 thí sinh và 5 phong cách. Phong cách đầu tiên là phong cách thể thao dành cho những dòng hàng active. Phong cách thứ hai là phong cách của những cô gái thành thị, nổi loạn. Phong cách thứ ba là những cô gái lãng mạn, thanh lịch. Phong cách thứ tư đấy là phong cách kết hợp giữa việc đi làm và đi chơi. Và phong cách cuối cùng, casual, basic. Mỗi một người sẽ có một câu thông điệp riêng. Và thử thách thì vẫn chưa kết thúc. Cuối của mỗi một clip, các bạn sẽ phải cùng nhau nói một thông điệp chung của nhãn hàng. Đấy chính là Canifa Fashion for Canifa, thời trang dành cho tất cả. Nếu mọi người không nhớ thoại thì chắc chắn sẽ phải quay đi quay lại. Chắc rằng sẽ có những cuộc cãi vã không hề nhỏ đây. Và bây giờ, từng người một sẽ bước lên để bốc thăm. Xin mời. Thùy Dương, em nhận được chủ đề gì? Em sẽ là người phụ nữ thanh lịch lãng mạn. Em sẽ là young urban. Của Chà em nhỉ? Là kết hợp làm và chơi ạ. Của em là active, tập luyện thể thao ạ. Casual, basic. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hãy vào trong thay trang phục và chuẩn bị cho phần thử thách của mình. Chúc các bạn thành công. Xin mời thí sinh đầu tiên, Cao Thị Ngân. Đây sẽ là thoại của Cao Ngân. Nhiều khi không có thời gian, chỉ cần những trang phục đơn giản, casual basic là ai mặc cũng có thể tự tin xuống phố. Dù nó dài cỡ nào cũng phải gán, bởi vì thử thách của mình mà không thuộc nữa là thôi xong, vai phụ lấn áp. Chuẩn bị. Không có thời gian, chỉ cần chọn trang phục đơn giản, casual basic. Cao Ngân đang thuyết minh phim trường, thuyết minh phim bộ. Ở những cú quay hình đầu tiên thì Cao Ngân có vẻ hơi lúng túng và cái lời thoại chưa được mềm mại cho lắm. Máy chơi. Mấy giờ rồi? Muộn rồi, tao chưa tới. Chỉ cần chọn trang phục đơn giản, casual basic, là ai mặc cũng có thể tự tin xuống phố. Chắc. Phụ làm tốt hơn chính. Tôi không đánh giá cao sự thể hiện của Cao Ngân. Âm lượng, cách thể hiện của Cao Ngân chưa được tốt, đặc biệt là qua những cái lời thoại. Thùy Dương diễn tốt nhất. Trời ơi, nhân vật chính là mình mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì coi như xong. Diễn. Tập trung và bình tĩnh, hoàn thành tốt vai diễn của mình, không để cho mấy chế lắng áp nữa. Nhiều khi không có thời gian, chỉ cần chọn trang phục đơn giản, casual basic của Canifa, là ai mặc cũng có thể tự tin xuống phố. Wow! Canifa Fashion for All. Canifa, thời trang dành cho tất cả. Cắt. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới bối cảnh tiếp theo của thí sinh Kim Dung. Bắt đầu. Năng lượng lên nào, chị em bạn gì ơi. Trong thử thách quay TVC ngày hôm nay, tôi đóng vai một cô gái lâu lắm tôi mới thấy đi tập thể dục buổi sáng. Khi mà cô ấy gặp các chị em bạn gì của mình thì cô ấy lên lập tức khoe về cái bộ quần áo mà cô ấy vừa mới phát hiện ra được. Mới phát hiện ra nguồn cảm hứng mới từ đội active của Canifa. Các
kết nối của Kim Dung ngay từ đầu đã rất là tốt. Cô ấy bắt nhịp rất là nhanh. Phong cách không? Được rồi. Kim Dung rất là hợp với phong cách này. Với hình thể sẵn có của Kim Dung thì Kim Dung đã làm khá tốt thử thách. Kanifa Fashion for all. Cao Linh Trang tạo dáng kỳ quá. Em tạo dáng và em tách toàn bộ mọi người ra. Tôi xin lỗi Kim Dung, không biết tại sao, chắc là hơi bị đơ bởi vì cũng đã rất là khuya rồi. Cao Thiên Trang đã khiến cho tất cả phải quay lại từ đầu. Thật sự là ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu. Vừa mới phát hiện ra nguồn cảm hứng mới từ độ active của Kanifa. Phong cách không? Đó. Đồ thấm hút mồ hôi và cực kỳ thoải mái. Kanifa Fashion for all. Kanifa, thời trang dành cho tất cả. Và bây giờ chúng ta chuyển bối cảnh để đến với phần thi của Thùy Dương. Mọi người được mặc bộ sưu tập linen rất là đẹp, rất là quý cô Pháp. Bước vào rất là vui vẻ, rất là sang chảnh. Đây sẽ là thoại của Thùy Dương. Linen sợi lanh đến từ nước Pháp. Xu hướng thời trang xanh từ nguyên liệu tự nhiên. Tự dưng nghe câu thoại xong sảng luôn. Một cái câu thoại vừa dài mà vừa khó, vừa lanh mà vừa linen. Linen sợi lanh đến từ nước. Sợi lanh xu hướng đến từ đâu nước. Im đi. Xu hướng thời trang xanh gì vậy Trang? Tao đang học mà. Cứ mỗi lần mà mình đọc một câu Trang lại nhắc mà lại nhắc sai với thôi, chứ không thể nào thuộc được. Bắt đầu. Linen hả? Hình thể tính cách của Thùy Dương cũng rất là dễ để có thể nhập vai với một cô gái Pháp lãng mạn, thanh lịch, phóng khoáng. Kanifa Fashion for all. Kanifa, thời trang dành cho tất cả. Cao Thiên Trang, thời trang dành cho tất cả đã làm sai. Ngay từ phần đầu tiên thì tôi đã nói sai thoại vì tôi không có nhớ được cái thoại của mình là gì. Sắc mộc của Kanifa đúng không? Đúng rồi. Linen sợi lanh từ nước Pháp. Xu hướng thời trang xanh từ những nguyên liệu tự nhiên với những gam màu của đất, trời và cây cỏ. Kanifa Fashion for all. Kanifa, thời trang dành cho tất cả. Hát. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới bối cảnh tiếp theo của thí sinh Trà My. Hết giờ đi làm rồi, chúng mình đi chơi đi. Có cần phải về nhà thay đồ không nhở? Không cần đâu. Với đồ work and play của Kanifa, mình vừa có thể đi làm mà vẫn có thể đi chơi được mà. Phân đoạn quảng cáo mà tôi thực hiện đó là những cô gái văn phòng đang trong giờ làm việc và bất ngờ nghe được tín hiệu đã hết giờ làm việc. Chúng tôi đã thay đổi diện mạo của mình một cách nhanh chóng để hòa nhịp với cuộc sống của những cô gái trẻ. Xong, nhìn này, đi. Trà My đã cố gắng khuấy động không khí và chúng tôi cũng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Khi mọi người bước ra thì tôi và Thiên Trang cố gắng tươi tỉnh nhất có thể để hoàn thành tốt vai diễn phụ của mình. Kanifa Fashion for all. Kanifa, thời trang dành cho tất cả. Cắt. Tốt. Cảm ơn Trà My. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới bối cảnh tiếp theo của thí sinh Cao Thiên Trang. Bắt đầu. Khi mà mình bước ra để thể hiện đúng tinh thần của một dân urban thì những cái hành động quăng tóc hay là quất áo thì luôn luôn phải có. Young Urban của Kanifa là sự kết hợp giữa chất liệu da và do bung thoại quá nhiều thì bị mất chữ là một, mất luôn cái thần thái là hai. Chị Cao Thiên Trang chưa biết cách biến hóa sao cho phần thể hiện của mình kết nối giữa bản thân mình với các diễn viên phụ còn lại là sự kết hợp giữa chất liệu da và họa. Làm lại. Mình không thuộc thoại và không có nhớ thoại. Trang đã phải làm lại rất là nhiều lần. Trang không tập trung trong việc đọc thoại. Đây là một lần thể hiện thử thách không tốt của cô ấy. Cao Thiên Trang chỉ còn một lần nữa. Young Urban của Kanifa là sự kết hợp tổng thể giữa chất liệu da tạo nên sự nổi loạn cá tính của tuổi trẻ. Kanifa Fashion for all. Kanifa, thời trang dành cho tất cả. Hôm nay thật sự phải dùng từ là cảm xúc vỡ òa khi mà thực hiện xong cái thử thách của mình. Cảm thấy rất là vui khi mà tất cả mọi người đều đã có một phần thi rất xuất sắc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thử thách casting làm gương mặt đại diện trong thương hiệu thời trang Kanifa. Ngày hôm nay
Tất cả những ý kiến phản hồi từ khách hàng sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp chúng tôi đưa ra quyết định ai sẽ xuất hiện trong đêm chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam Vietnam's Next Top Model năm 2017 mùa All Star. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Thử thách ghi hình TVC cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week. Các bạn sẽ phải xài những bước catwalk trên sàn catwalk này. Tiếp theo đó là những bước catwalk và tạo dáng trên không. Nhưng thử thách đến đó chưa hết. Xin mời thí sinh đầu tiên Cao Thiên Trang. Trang ơi. Cương sẵn sàng chưa? Vietnam's next top model. Xin chào các người mẫu. Chào mừng các bạn đang đến với thử thách cuối cùng trước khi bước vào đêm chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam Vietnam's Next Top Model 2017. Các bạn đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách và được rèn luyện rất nhiều những kỹ năng của một ngôi sao. Vậy thì không biết các bạn đã đoán được thử thách tiếp theo của các bạn là gì chưa? Cao ngân cổ lên, cao ngân cổ lên. Đây là thử thách cuối cùng mà quyết định coi ai sẽ là người bước thẳng vào đêm chung kết cũng như là có tấm vé sang Seoul Hàn Quốc đó. Và ngày hôm nay các bạn sẽ một lần nữa tham gia thử thách quay TVC cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week Thu Đông năm 2017. Wow. Rất là thích, bản thân cũng mong muốn được thử vị trí là người mở màn cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week là một tuần lễ thời trang vừa hội tụ tất cả các nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế, tổ chức định kỳ hai mùa xuân hè tại thành phố Hồ Chí Minh và thu đông tại thủ đô Hà Nội. Đây là một sự kiện thời trang mang tính chất quy mô và đẳng cấp chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Do vậy, việc được tham gia casting vào TVC quảng bá cho chương trình tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week là một cơ hội mà không phải người mẫu nào cũng dễ dàng có được. Tuần lễ thời trang quốc tế rất là lớn và rất là rộng rãi. Tôi cũng như các người mẫu khác đều rất là muốn tham gia, bởi vì việc trong môi trường quốc tế thì chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều. Và ngày hôm nay đến với thử thách ghi hình TVC cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week. Các bạn sẽ phải xài những bước catwalk trên sàn catwalk này. Tiếp theo đó là những bước catwalk và tạo dáng trên không. Nhưng thử thách đến đó chưa hết. Sau khi dừng lại, các bạn sẽ phải truyền tải tới khán giả slogan tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11 năm 2017. Một thông điệp rất là dài, rất là sảng và hết sang. Không biết rằng sau khi thực hiện thử thách trên không thì mọi người có còn nhớ cái câu thoại dài đó không? Trước khi vào thay đồ, các bạn có muốn chị Hoàng Yến sẽ thị phạm cho các bạn xem phần trình diễn này như thế nào không? Xin mời chị Yến. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Chị Yến ơi, sao chị làm nó dễ dàng thế? Trông chị làm cứ như kiểu là tiên nữ đang bay trên không. Chứ trong đầu là Dung ơi, mày làm sao để mày làm được khoảng 80% giống chị Yến đi Dung ơi. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời các bạn hãy vào trong thay trang phục và chuẩn bị cho phần thử thách của mình. Chúc các bạn thành công.
Vietnam's next top model. Xin mời thí sinh đầu tiên, Cao Thiên Trang. Mà mới lên thì thật sự rất là hoảng. Bởi vì mình nhìn đi ra đầu cầu thì nó giống như là một cái vực vậy. Giờ một là đứng lên, nhảy xuống. Hai là đi về, mình không muốn phải đi về. Cho nên là đứng lên và bắt đầu đi. Tuần lễ thời trang quốc tế à, mình vốn là không giỏi để mà học thuộc lòng. Tuy rằng đoạn rất là ngắn. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, trang diễn thời trang quốc tế. Rồi, sao? Phần mà nhớ thoại thì thật sự khó lắm đó, chứ không có dễ đâu. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông được diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Hạn chế chớp mắt. Chớp mắt nhiều, nó thể hiện một người gian xảo. Cái điểm quan trọng đặc biệt ở đây đó là khi mà quay một TVC thì bắt buộc cái người nói phải có thần thái khiến cho họ cũng như sản phẩm được gần hơn với khán giả. Trang chỉ lo lắng cho cái phần thần thái của mình không được tốt. Rồi xuống, dán đi, gợi thân tiếp. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Về sau khi mà đã có kinh nghiệm nhiều thì mình đã có cải thiện được. Nhưng mà mình càng đến với những vòng cuối, mình mong cái sự cải thiện này nó là vượt bậc, chứ không phải là mỗi lần thì một chút. Bởi vì căn bản đến bây giờ nó không còn thời gian. Xin mời thí sinh tiếp theo, Kim Dung. Nếu như mà làm không tốt mà phải làm 7-8 lần gì đó thì mình sẽ phải leo xuống rồi lại phải leo lên. Điều đấy quả thực đã là một áp lực tinh thần ngay từ lúc đầu. Cắt. Tại sao lại có cái kiểu mà bay ra ngoài xong rồi chân co? Không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Điều đã khiến cho tâm trí bay đi mất và quên hết tất kỹ năng mình có. Tốt, tốt. Đáp. Chị cực thích cái khúc mà em bay ra ngoài đoạn nửa tới gần đáp xuống á. Tụi nhớ qua nó mắt đẹp lắm, đẹp quá trời đẹp luôn. Mà được khúc đó. Vì đã thực hiện vài lần thất bại và nhận những lời nhận xét từ ban giám khảo thì về sau tôi đã có những cái lần thực hiện tốt hơn thế. Đẹp. Tôi đã làm thật là tốt ở phần catwalk. Và khi đến điểm đáp thì bản thân đã cố gắng truyền tải thông điệp. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Cắt. Tức khá hài lòng với phần thể hiện của Kim Dung. Với một số những cái cú máy của Kim Dung, những cái cách tiếp đất của Kim Dung nó rất cảm xúc. Thùy Dương. Dàn giáo nó rất là rung và lắc, làm cho cảm giác sợ độ cao của mình nó tăng cao đi. Dương sẵn sàng chưa? Cái cảm giác ở tập nhảy lầu nó ù về, làm cho tất cả mọi thứ đều lên rất là nhiều. Có một sợi cáp cứ nháy trên đầu mình đã vừa tâm lý rồi, mà thêm sợi cáp nữa thì không thể nào thực hiện được cái phần thi đó. Cáp nhìn thấy toàn bộ sự sợ hãi của em trong ống kính. Sao sợ như vậy chứ? Mắt rưng rưng. Mắt em nó không chớp luôn. Mà xuống dưới này rồi thì phải diễn. Rồi xong một cái là bắt đầu rung lại từ đầu.
Cắt. Catwalk trên không. Em vươn người đằng trước, cổ em thẳng. Rất đẹp. Rất đẹp. Đáp. Và đến lúc đáp xong hồn chưa về. Quên mất luôn cái điểm đáp. Đập đầu. Rất là tiếc. Tại vì công thức của mình từ trên kia bay xuống dưới rất là đẹp. Không thể tâm lý. Một tát ăn luôn. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Giỏi. Sau khi Thủy Dương xong cái cú máy thử thách của mình, khi phải tháo cái dây an toàn thì Thủy Dương vẫn còn cái cảm giác run sợ trong từng cái hành động trên cái tay của mình. Thế nhưng với cái nỗi sợ hãi đó thì Thủy Dương đã xử lý rất tốt tình huống, từ cái những cái bước chân đi catwalk cho đến cái cách xử lý những cái tạo dáng trên không. Tôi nghĩ rằng cái phần thể hiện thử thách của Thủy Dương là một trong những cái phần mà tôi yêu thích. Xin mời thí sinh Trà My. Khá là hoang mang, không biết rằng khi mà mình bước từ vị trí giàn giáo xuống cái vị trí chân không như vậy thì mình có bị hụt hay không. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn. Em đọc lại thoại của mình đi. Tôi là người thuộc khá nhanh một đoạn văn bản hay một lời dẫn nào đó. Tuy nhiên khi mà làm việc với máy quay thì tất cả những gì tôi học tôi nhớ trước đó quên đi hết. Cái điểm mấu chốt của mình khi quay TVC là cái chỗ mà mình phải đứng yên đó và mình nói cái câu slogan của nhãn hiệu. Bước nhanh, mạnh. Bước luôn. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 11 năm 2017. Trà My đã hoàn thành xong phần thử thách của mình. Mặc dù là trước đó Trà My luôn gặp phải, đó chính là cái cách làm sao để xử lý câu thoại. Thế nhưng cuối cùng thì Trà My cũng đã hoàn thành xong phần thử thách của mình. Tôi thấy rằng đây cũng là một cái phần thể hiện mà tôi yêu thích. Hôm nay thử thách cuối cùng mình bốc thăm ngay người cuối cùng có thời gian cho mình học thoại. Nên là lần này là không bị quên lời. Tại vì thử thách cuối cùng mà, thử thách quyết định mà. Lơ đà một phát là coi như xong. Mời Cao Ngân. Tính nha. Đáp. Khi đáp xuống tạo dáng chưa đẹp. Bây giờ là mình phải thật là thư giãn. Sợ bị hụt thì sẽ bị mất hồn vía, không kiểm soát được là hành động cũng như là không nghe được những gì ban giám khảo góp ý kiến cho mình. Nhưng lần này rất may là giữ được bình tĩnh, giữ được bản lĩnh, từ từ thực hiện phần thử thách của mình. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thu đông. Như quê tôi có một câu nói mà mọi người vẫn hay dùng, đó là hột vịt còn lộn nướng chi là người. Vì vậy là khi mà lộn thì tự an ủi cũng như là gán lên, gán trân trọng cơ hội, làm hết sức mình. Tuần lễ thời trang Việt Nam, Việt Nam. Rồi xong. Tự mất luôn lần. Tự mình xử. Thời trang, thần tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Mất một lần rồi. Chưa quốc tế rồi. Rất là tiếc, bởi vì giai đoạn quan trọng nhất thì quên. Thì coi như là làm lại từ đầu. Phải trân trọng cũng như là rất là quý từng lần quay luôn vậy. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam
Mùa thu đông được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Tôi đoán chắc rằng những thí sinh khác cũng như là tôi rất là tự tin để nhận được tấm vé bước thẳng vào đêm chung kết cũng như là đi sang Hàn Quốc. Và tôi rất mong rằng sự tự tin của mình sẽ giúp mình đến đêm chung kết để tranh ngôi vị quán quân. Vietnam's Next Top Model. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong thử thách đầy khó khăn và rất cam go của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm trong những thử thách cuối cùng của chặng đua đầy khó khăn này. Có những bạn đã làm cho chúng tôi vô cùng hài lòng, nhưng cũng sẽ có những bạn còn thiếu một chút. Ai sẽ tiếp tục xuất hiện trong đêm chung kết? Hẹn gặp lại các bạn trong phần đánh giá và loại từ ban giám khảo. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Mọi người ơi, tới giờ di chuyển rồi. Giờ di chuyển của chúng tôi đã tới, nhưng có vẻ là tất cả mọi người không ai muốn tới buổi đánh giá và loại cuối cùng. Ủa sao ngồi chơi vậy đi? Em muốn ngồi nhà dạ, nhà chơi tiếp. Chẳng có bạn nào buồn đứng lên cả, ai cũng ngồi nán ở đấy. Mọi người đều rất là đông đầy cảm xúc. Cái phòng khách này nó diễn ra nhiều sự kiện lắm. Mỗi lần họp là lại có chuyện xảy ra hả? Mỗi lần mà đổi thủ lĩnh một phát là... Thôi mấy chị em ơi, căng hả? Năm nay thủ lĩnh ghê gớm nhất là Thùy Dương. Hiểu sao mới nói câu này rồi. Có lẽ kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được thời điểm mà chị Thùy Dương lên làm thủ lĩnh và nhóm của chúng tôi bị phạt. Ngay lúc này Dương và My ngồi lại với nhau, ôm lại cái kỷ niệm bóp chân mà hai chị em cứ ngồi cười. Thôi bây giờ mình đi một vòng nha, tham quan một lần cuối đi trước khi mình đi. Đây, chúng tôi đã quyết định đi vòng quanh nhà chung một lần nữa để có thể ôn lại những kỷ niệm. Cái cầu thang dễ thương. Cầu bế chổi cho tôi đi. Hãy trao chổi cho Thùy Dương. Nào, đi lên tham quan đi. Chị em mình nghĩ ngay đến cái cảnh là ngày đầu tiên mình được làm thủ lĩnh một buổi sáng nó đẹp trời. Cầm chổi đi xuống. Tôi không biết thôi. Tôi vào phòng mấy trước nha. Xin mời, vào phòng tôi. Căn phòng màu hồng. Màu hồng. Tôi đã mời mọi người tới thăm căn phòng của mình, nơi mà những xung đột đầu tiên giữa các thí sinh bắt đầu nảy ra chỉ vì một chiếc ghế sofa. Thấy nghĩ lại, trời ơi, sao mà lúc đó mình mất kiểm soát quá. Tại sao mình không có một cách cư xử đúng đắn hơn? Cái phòng của tôi á, thì được mọi người khen rất là ấm áp, phòng kết nối mọi người lại với nhau. Lúc mà ngồi trên sofa bed trong phòng khách ôm lại kỷ niệm, cảm thấy nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Mấy ghế ngủ ngoài này có thấy bị cực khổ hay là nó không thoải mái không? Mát lắm cưng. Thật sự nhiều lúc em với Kim Dung đi ra đi vô mà nhìn chị nằm ở đây nè, cũng kiểu như là biết mà mình lại mình kêu với chị vô chắc chắn là mấy chị sẽ không vô. Nên thôi không kêu nữa, nhưng thật sự đi qua đi lại thì rất là kiểu như muốn nói lắm mà. Kiểu vậy? Như muốn mời vô phòng ngủ. Kiểu chị em. Cảm ơn khiến cho mình rất là xúc động khi mà nghe được cái câu đó. Và khiến cho người khác rất là khâm phục về cái suy nghĩ luôn luôn trong sáng của mình. Nơi cuối cùng mà chúng tôi đến thăm lại là phòng chiến thắng, nơi đầy ắp những thị phi, những xung đột của các thí sinh ở trong nhà chung. Và đó cũng là nơi thể hiện quyền lực của người chiến thắng. Ngồi đây tự nhiên cái bao nhiêu ký ức nó ùa về đúng không? Ngồi đây nói cũng thấy rung rung rồi nè. Không bao giờ nghĩ rằng là có một ngày mà tất cả mọi người này cái nọ có thể ngồi lại với nhau. Tôi thấy rằng chuyện đã xảy ra rồi thì hãy để cho nó trôi qua đi. Hãy để nó là những kỷ niệm đẹp, những bài học trong tâm trí của mỗi người. Nhà này ai cũng dễ thương hết á, cũng xinh hết á. Có mình em à. Em đẹp nhất à. Em đẹp nhất. Được đấy. Bây giờ mình đi được chưa? Thôi đi nè. Muộn rồi. Ok đi thôi. Khoan. Rồi đi. Đi mấy chị. Dương là người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng chiến thắng. Và dù kết quả có như thế nào thì tất cả mọi người đều không hối tiếc. Vietnam's Next Top Model. Xin chào các người mẫu. Chào mừng các bạn đến với phần đánh giá và loại cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam
Việt Nam Next Top Model 2017 đứng trước mặt tôi là 5 ngôi sao, 5 thí sinh xuất sắc nhất. Tuần vừa qua thì các bạn đã liên tiếp trải qua các công việc của một ngôi sao thực sự. Đầu tiên các bạn tham gia casting TVC quảng cáo cho thương hiệu thời trang Canifa với 5 phong cách và 5 hoàn cảnh khác nhau. Ngay sau đó các bạn đến với phần casting gương mặt quảng bá cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017 được diễn ra từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 11 2017 tại Hà Nội. Vậy ai sẽ là người xứng đáng để đến gần với tấm vé bước vào vòng chung kết của chương trình? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và bây giờ tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên, cố vấn chuyên môn siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Giám khảo khách mời, chủ tịch và đồng thời cũng là người sáng lập ra tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, và cũng là người đồng hành cùng tất cả các người mẫu qua 7 mùa giải. Bà Trang Lê. Và tôi, Trương Ngọc Ánh. Vì lý do đột xuất nên giám khảo Nam Trung sẽ không có mặt ở phần đánh giá và loại của ngày hôm nay. Trong các hồ sơ của 7 mùa giải và hồ sơ tuyển chọn qua mạng của mùa thứ 8, chúng tôi đã tìm ra 13 thí sinh xuất sắc nhất để vào ngôi nhà chung của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model 2017 mùa All-Star. Nhưng quán quân chỉ có một, và quán quân của chương trình sẽ nhận được rất nhiều các giải thưởng có giá trị như sau: một hợp đồng làm việc trong vòng 3 năm với công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam BU Models. Đồng thời, quán quân sẽ được BU Models hỗ trợ ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu hàng đầu châu Á YGK Plus tại Seoul, Hàn Quốc. Quán quân sẽ được xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Harper Bazaar, một phần thưởng trị giá 100 triệu đồng từ thương hiệu nội thất cao cấp Phố Sinh. Quán quân của chương trình sẽ được lựa chọn trở thành gương mặt mở màn cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017 tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến 5 tháng 11 năm 2017. Đặc biệt, quán quân sẽ có một chuyến trải nghiệm tại một trong những cánh đồng bông lớn nhất tại Mỹ do thương hiệu thời trang Canifa tài trợ. Và top thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được đặt chân đến một trong những kinh đô thời trang lớn nhất châu Á, Seoul, Hàn Quốc, do BU Models tài trợ cùng rất nhiều giải thưởng có giá trị khác. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần đánh giá và loại từ ban giám khảo. Thí sinh đầu tiên, xin mời Kim Dung. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Trong cái clip này tôi thấy là em có hơi quên thoại một tí, nhưng mà tôi nhìn ở những khía cạnh tích cực thì tôi thấy Kim Dung làm khá tốt ở cái quảng cáo này. Chào Dung, khi mà xem cái video clip này tôi rất là thích cái bức catwalk trên không của Dung, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi đứng để mà nói thì tôi đang thấy Dung thiếu cái sự tự tin. Tôi cần một cái gì đó nó mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng ta đang nói đến All Star và một gương mặt của Fashion Week, và mình phải tự tin. Bởi vì sự tự tin chiếm 50% đi đến con đường thành công. Và tiếp theo, TVC của thương hiệu thời trang Canifa. Không thích cái câu em đọc slogan lắm, bởi vì đúng là nó hơi yếu và nó không được đủ cái lực. Chị thích nhất là cái khúc cuối cùng, cái lúc em bước đi và em cười, chị rất thích. Nó rất tự nhiên và nó năng động, khỏe khoắn, gương mặt rất đáng ngay nhãn hàng để lựa chọn. Trong suốt quá trình của mùa All Star từ đầu tới giờ thì em đã học hỏi được điều gì? Qua suốt mùa giải All Star vừa rồi, em hay bị chê trách rằng là giống không có cá tính. Nhưng mà em có những nguyên tắc riêng, những cái mà em nghĩ trong đầu nhưng mà em không quá thể hiện nó ra ngoài. Tôi nhớ cái hình ảnh của Kim Dung khi bước vào buổi họp báo rất là nhút nhát và rụt rè. Em không nhận thức được rằng là mình đẹp.
rằng là mình có tài năng. Có nhớ là em đã giành được 2 chiến thắng, 2 tấm hình đẹp nhất. Đấy không phải là một sự may mắn, đấy là một sự nỗ lực. Rõ ràng là Kim Dung đã có một sự thay đổi rất lớn. Tôi nghĩ rằng một trong những rào cản của bạn chính là thiếu cái sự tự tin. Thì tôi có lời khuyên cho bạn là như thế này: từ ngày hôm nay bạn nghĩ cái gì, bạn thể hiện ra. Bạn đừng có ngại ngùng một cái gì hết. Thậm chí bạn có thể khám phá ra rất là nhiều những cái khả năng tiềm ẩn trong con người bạn mà bạn chưa bao giờ biết tới. Và có thể chính những điều đó sẽ giúp cho bạn thành công hơn. Cảm ơn Thủy Dung. Thủy Dương. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Tôi khá là thích cái sự tự tin của Thùy Dương trong video clip này. Ngay từ khi bạn bước ra, bạn đã cho tôi một cái sự chú ý. Hãy nhìn tôi là Thùy Dương. Và đến khi bạn đáp xuống cái bục bên dưới, bạn vẫn giữ được cái thần thái đó. Tôi rất thích cái thần thái này của bạn. Thùy Dương hãy cố gắng phát huy khi mà bạn nói câu thoại. Có lẽ là do cái áp lực phải vừa lo làm sao mà catwalk cho đẹp, lại phải thoại nữa. Cho nên là câu thoại của bạn nó vẫn chưa có thực sự là mạnh mẽ. Và tiếp theo, TVC của thương hiệu thời trang Canifa. Màu của đất, trời và cây cỏ. Canifa Fashion for All. Canifa, thời trang dành cho tất cả. Đầu tiên tôi có lời khen ngợi trang phục của Canifa rất đẹp. Thì Dương bước ra nhẹ nhàng, mặt rất là có thiện cảm, quần áo lên đẹp, mặt đẹp, nói chuyện khá là tự nhiên, gương mặt thân thiện. Em phải dựng một đường dây sẵn cho em phải làm gì. Và sau đó em làm cái đường dây của em thôi mà thôi. Em bị hơi bị dư thừa động tác bởi vì em quên mất cái chủ đích của em sau đó phải làm gì. Và có một cái điểm phụ đó chính là ngoài Thùy Dương là nhân vật chính ra, chị còn lấy một mẫu áo dài nữa là Trà My và Cao Thiên Trang cầm cái túi mà như vậy. Những áo dài hả? Nói về cả một chặng đường, Thùy Dương đã thay đổi và biết tiếp thu, học hỏi. Tôi nhìn thấy cái tiến bộ của em rất rõ rệt. Cái đó là điều mà tôi rất vui. Đến ngày hôm nay, đứng trước mặt tôi là một Thùy Dương, một ngôi sao thực sự trong lòng tôi. Và Thùy Dương chia sẻ những gì, chặng đường em đi qua và những gì em học hỏi được. Em đã cảm nhận được rất là nhiều tình cảm của những anh chị ekip cũng như là ban giám khảo. Cho nên là em đã cố gắng sửa đổi tất cả mọi thứ. Có lẽ là trước đây em có thể xem đó là cái cá tính của mình nghĩ gì, mình làm đấy. Nhưng mà sau cuộc thi này thì em rất là cảm ơn mọi người đã cho em nhận ra rất là nhiều thứ. Tôi cũng thích Dương bởi vì Dương là một người rất là cá tính. Dương rất là rõ ràng, chuyên nghiệp trong công việc. Mặc dù ở trong ngôi nhà chung tôi biết là các bạn có rất nhiều những mâu thuẫn. Trong cái đêm tôi phải đến nhà chung để mà phân xử cuộc chiến nảy lửa giữa các team. Sau khi mà Nguyễn Hợp nói lời xin lỗi, tôi nhìn sang bên team Sang, Thùy Dương đã là người rất dũng cảm, nhận lỗi và xin lỗi. Đấy là cái điều mà tôi đã có thiện cảm với bạn từ lúc đó. Cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn Thùy Dương, Trà My. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 11 năm 2017. Cái đoạn catwalk đầu tiên á, thì em làm rất tốt. Chỉ cho tới khi mà em phải bay ra khỏi cái sàn đó thì em hơi giật mình một chút. Phần nói của Trà My không đến nỗi tệ đâu. Có cường điệu, cường độ. Mình tăng lên từ từ. Và cuối cùng mình chốt hạ. Kêu gọi người ta là không thể bỏ qua chương trình này và mọi người phải tham gia. Thì em làm được chuyện đó. Khi mà My bắt đầu bước ra thì tôi cũng rất là thích những cái bước catwalk của My. Đến khi bắt đầu My catwalk trên không thì tôi bắt đầu hơi lo là nhìn hơi loạn trọng một chút. My chưa thực sự là tự tin lắm. Mặc dù là khi mà đáp xuống, My đã kịp lấy lại bình tĩnh. Lời thoại nó chưa có những cái nhấn nhá để có thể tạo một cái cảm xúc mạnh hơn. Cái tôi nghĩ là My cần phải khắc phục đấy chính là cái ánh mắt. Khi mà cuối cùng khi mà My chốt, nếu ánh mắt của My biết giao lưu tốt hơn với ống kính thì cái cảm xúc để lại cho người xem sẽ mạnh hơn. Và tiếp theo là TVC của Canifa.
ngày làm việc rồi. Tụi mình đi chơi đi. Thế tụi mình có phải về nhà để thay đồ không nhở? Không cần đâu, với đồ work and play này của Kadifa, mình vừa có thể đi làm mà vẫn có thể đi chơi được mà. Nhìn này. Sao? Đi thôi. Fashion for all, Kadifa, thời trang dành cho tất cả. Chóe quá, khi mình nói cái gì mình phải cho chuẩn bị chú ý trước. Đôi khi mình đừng có thật với giọng mình quá. Em đọc cái slogan của mình á, em chứ thực sự là đam mê, nó không có năng lượng trong đó. Mệt. Đáng nhẽ trong công sở Trà My có thể giữ cái ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi mà bước ra thì bạn cần phải vui tươi hơn. Thì tôi thấy bạn nghiêm túc như bạn đi trên sàn catwalk vậy. Thì trong một cái TVC về mang tính thương mại thì cái nụ cười là cái rất là quan trọng. Trong một cái quá trình của All Star lần này, em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Em đã biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết nhận lỗi về mình. Cái đó rất quan trọng trong cuộc sống. Mong là các em nhớ. Bạn cảm thấy thế nào chặng đường vừa rồi? Sau khi tham gia chương trình, qua từng thử thách, em thực sự rất là cảm ơn những bài học từ ban giám khảo cũng như là anh chị ekip đã hỗ trợ với em rất hết mình. Và em rất là xin lỗi khi mà mình cứ yếu rồi mình cứ ngất như vậy. Em xin lỗi mọi người vì em làm ảnh hưởng công việc của mọi người nhiều như thế. Cuộc sống chúng ta rất là muôn màu muôn vẻ và em còn phải học rất nhiều thứ ở cuộc đời này. Đừng để những cái đơn xỉu bất xỉu đó làm đánh mất đi cái màu sắc của em, những cơ hội của em, đánh mất đi những sự đánh giá chuyên nghiệp từ những người khác nhìn vào em. Cái điều đó rất là quan trọng. Cảm ơn Trâm. Mời Cao Ngân. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thu đông được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Tôi đánh giá cao về khả năng catwalk của Cao Ngân, nhưng mà trong cái video clip này thì tôi nhìn thấy là những bước catwalk trên không của Cao Ngân khá là chệch choạc. Chính vì thế cho nên khi mà em đáp xuống mất vài nhịp rồi em mới bình tĩnh được. Và khi em bình tĩnh được thì đúng là trong video clip này tôi nhìn thấy là nơ có đẳng cấp. Tôi không thấy có bất cứ một cảm xúc gì từ giọng nói, từ mặt như tượng vậy. Đấy là một cái yếu điểm của bạn thì bạn phải khắc phục. Có thể đối với người xem và đối với khách hàng, đây chưa phải là một cái sự hoàn toàn tốt. Nhưng đối với cá nhân em thì biết đã là một sự cố gắng. Và sự cố gắng này phải còn được luyện tập lâu dài hơn nữa. Bây giờ là TVC của Kadifa. Thì rõ ràng cái giọng điệu của Cao Ngân khác, có nhấn có khác, hơn. Có tốt hơn, có sự lý lắc. Dạ. Nó dễ thương. Tại sao lúc bước từ ra từ cái xe hơi tới lúc mình gặp các bạn mà nó cứ ngại, không có tự tin là em đang mặc một bộ trang phục đẹp của Kadifa. Dạ. Mọi người trên mạng yêu mến Cao Ngân chính vì sự tự nhiên của bạn. Mộc mạc, dễ thương. Đến với chương trình em học rất là nhiều điều, nâng cao được kỹ năng của mình. Đối với chị Ánh, lần nào chị cũng có câu nói mà khiến cho em cũng như là tất cả các thí sinh và khán giả truyền hình ai cũng phải tim đập thịt, rất là lạnh lùng. Đó là câu nói trên tay tôi chỉ còn một tấm hình. Nhưng sau cái câu nói đó em cảm nhận được những lần mà nhận tấm hình hay là chị lau nước mắt cho em á, tại vì nó rất là ấm áp. Em cảm ơn chị. Còn ở chị Yến này, khi mà tụi em nhận được những cái sự chia sẻ cũng như là kinh nghiệm của chị truyền đạt cho chúng em thì rất là quý.
Em muốn gửi lời đến anh Nam Chung là em rất là thích 1000 biểu cảm của anh. Gương mặt anh rất là xéo sắc. Nếu mà thật sự thì em rất là cảm ơn chị Trang luôn nói với chúng em là các em cực khổ một thì tất cả các anh chị cực khổ tới 10 lần. Và dần dần em đã cảm nhận và thấm được mấy anh chị đi làm rất là cực. Và bây giờ là tới mấy anh chị ekip. Khi mà chúng em thực hiện những thử thách xong rồi, các thí sinh thì được về sớm, được nghỉ ngơi, thì bắt đầu mấy anh chị ekip từ khiêng tất cả các dụng cụ sau những buổi mà làm mệt mỏi rồi, cười nói vui vẻ. Đôi khi mà nghe những tiếng len keng rồi cười nói của mấy anh chị mà em nằm trên giường mà cảm thấy rất thích mắt. Và có lỗi bởi vì đôi khi em đã hơi bị vô tâm trong quá trình em cũng như tất cả các bạn ở đây. Nhiều lúc mà có những lời nói cũng như là hành động mà làm mấy anh chị cảm thấy xúc phạm hay là khó chịu thì cho em xin đại diện tất cả các bạn ở đây nói những lời xin lỗi và mong các anh chị thông cảm mà bỏ qua cho chúng em. Dạ em xin hết, em cảm ơn. Rất là chân thành. Tôi không phải là một giám khảo chính thức nhưng mà tôi cũng là người âm thầm ở đằng sau hậu trường để mà vẫn theo dõi các bước phát triển của các em trong tất cả các mùa giải. Đây là tôi nói rất là chân thành. Các bạn hãy nhớ rằng một ngôi sao không thể tự tỏa sáng được đâu. Nếu như chúng ta quên đi những con người âm thầm ở đằng sau giúp cho chúng ta tỏa sáng thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Tôi cũng muốn nói với cả 5 bạn còn lại, các bạn phải luôn luôn biết ghi nhận dù là ít dù là nhiều những người đã giúp cho mình tỏa sáng. Bởi vì người ta nói thái độ sống quyết định tất cả, cho nên em cứ giữ những cái suy nghĩ như vậy để áp dụng vào công việc thì tôi tin rằng ekip nào cũng sẽ muốn làm việc với Cao Ngân. Và tôi cũng thay mặt ekip cảm ơn Cao Ngân cũng đã biết ghi nhận tất cả những sự vất vả của các anh chị ekip trong suốt hành trình vừa qua. Cảm ơn chia sẻ rất là chân tình của chị Trang Lê. Cảm ơn Cao Ngân. Xin mời thí sinh cuối cùng, Cao Thiên Trang. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Sàn diễn thời trang chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 năm 2017. Cao Thiên Trang bước những bước đầu tiên thì tôi cũng rất là thích. Nhưng mà khi mà các bước trên không á, thì tôi lại không thích lắm ở chỗ là tôi thấy cái chân của Trang thì quắc, nhưng mà hai cái tay thì cứng đơ luôn. Các bạn thí sinh khác như Thùy Dương hoặc là Dung, cái tay của bạn ấy không phải là vung quá nhiều, nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy một cái sự uyển chuyển trên cơ thể. Trang đáp xuống thì cũng khá là tự tin. Nhưng mà Trang bắt đầu thoại thì cái lời thoại của Trang đúng là như trả bài. Mặc dù là tôi thấy Trang rất là dõng dạc trong lời nói của mình, nhưng mà nó lại không truyền cảm để nó gây một cái cảm xúc mạnh mẽ. Bây giờ đến TVC của Canifa. Cũng biết chọn đồ đấy. Đẹp, tại sao không được sở hữu? Young Urban của Canifa là sự kết hợp tổng thể giữa chất liệu da tạo nên sự nổi loạn, cá tính của tuổi trẻ. Canifa, fashion for all. Canifa, thời trang dành cho tất cả. Lúc đầu em đã là một điều dẫn đầu mọi thứ, một cái hoàn toàn khác biệt, nổi bật hơn tất cả. Cái đó là cái để người ta chú ý em. Tới khi cái cuối cùng em cho một nụ cười chốt hạ để người ta nhớ mình hoài là xong. Tôi thấy rằng là trong cái video clip này thì Cao Thiên Trang đã làm được một việc là đã biết cái vị trí của mình. Nhưng mà rất đáng tiếc là bạn không làm cho cái người xem, người ta cảm nhận được những cái bộ trang phục bạn đang mặc trên người, cái chất liệu nó như thế nào, cái cảm giác của bạn khi mặc những bộ trang phục đấy làm sao. Mà là cái đó lại là cái rất là quan trọng khi mà bạn quảng bá cho cái sản phẩm này. Bạn chỉ đang thể hiện tôi thấy hơi tiếc cái điều đó. Trong suốt quá trình, Cao Thiên Trang cũng là một thí sinh rất có tiềm năng. Có những lúc Trang bị cảm xúc cá nhân nó lấn át, cái đó là cái không nên. Tôi nghĩ là em cũng đã nhận thấy và em bắt đầu dịu hơn. Tại vì trong chặng đường của các em, chúng tôi không chỉ đánh giá là cái chuyện làm tốt thử thách không, chúng tôi đánh giá cái sự nhận thức, học hỏi, cách sống. Tôi thấy rằng Cao Thiên Trang là một thí sinh khá là tự tin, nhưng mà cái sự tự tin mà thái quá có thể nó lại là con dao hai lưỡi. Người ta nói là một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu. Nếu như em muốn thành công hơn, em nên tiết chế lại cái thái độ của mình đối với những người xung quanh. Bởi vì những người hiểu em có thể người ta sẽ thông cảm, nhưng với những người mà tiếp xúc lần đầu tiên người ta sẽ không thông cảm, thì người ta sẽ không muốn làm việc với mình, làm cho mình bị mất đi những cơ hội. Em có những
gì muốn nói với chúng tôi qua cả chặng đường vừa qua? Thật sự rất là khó để mà em có thể nói những lời này. Tại vì đối với bản thân của em rất là nhớ cái lứa tuổi 18 của mình. Và trải qua 5 năm với rất là nhiều vấp ngã, và nó khiến cho em phải xù lông lên với tất cả mọi thứ. Và nhân đây em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến tất cả những anh chị ekip. Em luôn luôn biết rằng là anh chị đã phải chịu rất là nhiều cực khổ. Em thì em không có giỏi chia sẻ cảm xúc của mình, và em cũng không có giỏi để nói với mọi người rằng là em yêu mọi người như thế nào. Em nói hết. Tôi chỉ khuyên là trong cuộc sống thì không ai là hoàn hảo cả. Nhất là mình tuổi trẻ, mình sẽ có những sai lầm. Điều quan trọng là mình vấp ngã để mình trưởng thành. Và tôi rất mong trong cái bước đường sắp tới, Cao Thiên Trang sẽ thành công và nhận được sự thiện cảm nhiều hơn của mọi người. Cảm ơn Cao Thiên Trang. Vừa rồi các người mẫu đã lắng nghe những chia sẻ, và bây giờ chúng tôi cần thời gian và đưa ra kết quả cuối cùng. Xin mời các bạn vào trong. Vietnam's Next Top Model. Chào mừng các bạn quay trở lại với phần đánh giá và loại. Và đây cũng là phần đánh giá và loại cuối cùng ở chặng đua này, trước khi bước vào đêm chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model 2017 mùa All Star này. Cũng là ngày mà chúng ta phải nói lời chia tay với chính căn phòng này, nơi đã chứng kiến rất nhiều niềm vui của những người chiến thắng, nhưng cũng chứng kiến rất nhiều những giọt nước mắt khi phải chia tay những người bạn. Tôi đứng ở đây với cương vị là người đi trước, rất trân quý những gì các bạn đã nỗ lực trong thời gian qua. Và trên tay tôi là 3 tấm hình và cũng là 3 tấm vé. Vậy ai trong số các bạn sẽ là người có tấm vé đầu tiên đến với đêm chung kết, cũng như tấm vé đến với chuyến trải nghiệm tại Seoul, Hàn Quốc do công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model tài trợ? Và người đầu tiên xin chúc mừng. Thủy Dương. Chúc mừng bạn đã có tấm vé đầu tiên đến với đêm chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model 2017, và cũng là người đầu tiên đến với chuyến trải nghiệm tại Seoul, Hàn Quốc do công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model tài trợ. Xin một lần nữa chúc mừng Thủy Dương. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thí sinh tiếp theo được đến với đêm chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model 2017. Xin chúc mừng. Trà My. Chúc mừng bạn đã giành tấm vé thứ hai bước vào chung kết của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model 2017, và cũng là người thứ hai có chuyến trải nghiệm tại Seoul, Hàn Quốc. Cao Thiên Trang, Cao Ngân và Kim Dung, mời ba bạn bước lên phía trước. Trong giây phút vô cùng xúc động và đặc biệt này, tôi lại muốn nghe những chia sẻ của các em. Mời Cao Ngân. Em nghĩ là nếu như mà em không tham gia chương trình thì chắc chắn rằng em sẽ không nhận được những điều tốt đẹp như thế này. Một lần nữa em cảm ơn nhà sản xuất chương trình, cảm ơn ban giám khảo, tất cả các anh chị ekip, tất cả các anh chị phóng viên báo chí, quý vị khán giả đã theo dõi, ủng hộ Cao Ngân cũng như là các thí sinh khác và ủng hộ chương trình. Cảm ơn Cao Ngân đã nói những lời rất hay và đã tự tin lên rất nhiều. Lời đầu tiên em xin lời cảm ơn tới chị Trương Ngọc Ánh, anh Nam Trung và chị Hoàng Yến đã dạy dỗ em rất là nhiều, kể từ việc thể hiện bản thân như thế nào, thái độ sống. Em rất là cảm ơn ekip vì là mọi người đã rất là vất vả. Cảm ơn Kim Dung, còn Cao Thiên Trang. Chính tại nơi đây em đã học được rất là nhiều bài học. Vietnam Next Top Model của All Star đã mang lại cái thần thái cho 5 bạn ở đây. Và tất cả các bạn đều là người chiến thắng. Xin chúc mừng mùa All Star và cả ekip thực hiện chương trình, bởi vì đây là một mùa rất chiến thắng của cả chương trình Vietnam Next Top Model. Ba thí sinh đứng trước mặt tôi đây, đối với tôi đều là ba thí sinh chiến thắng, nhưng tôi vẫn phải nói những câu nói rất quen thuộc. Trên tay tôi chỉ còn một tấm hình.
người tôi gọi tên sẽ là người được bước tiếp vào đêm chung kết của chương trình Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model 2017 mùa All Star. Vậy Kim Dung, Cao Ngân hay Cao Thiên Trang sẽ giành được tấm vé cuối cùng này? Kết quả là xin chúc mừng Kim Dung. Xin chúc mừng Kim Dung là người cuối cùng có tấm vé bước vào chung kết của chương trình Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model 2017 mùa All Star, và cũng là người cuối cùng sở hữu tấm vé đến với Seoul, Hàn Quốc. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Cao Thiên Trang và Cao Ngân đã đến với mùa All Star lần này. Các em mang đến rất nhiều màu sắc đặc biệt, và tôi mong là bước ra khỏi chương trình lần này, các em thực sự tỏa sáng. Cố gắng nhé. Như vậy. Xin chào tạm biệt Cao Ngân và Cao Thiên Trang. Tốt ba, được đó. Tấm vé đầu tiên đến với đêm chung kết, cũng như tấm vé đến với chuyến trải nghiệm tại Seoul, Hàn Quốc do công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model tài trợ. Xin chúc mừng Thùy Dương. Xin chúc mừng Trà My. Xin chúc mừng Kim Dung. Như vậy, top 3 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model 2017 mùa giải All Star đã được xác định. Đó là Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Trà My. Họ đã có chuyến trải nghiệm vô cùng thú vị tại kinh đô thời trang lớn nhất châu Á, Seoul, Hàn Quốc, do công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Models tài trợ. Hi, bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị lên máy bay cho một chuyến trải nghiệm cực kỳ thú vị ở Hàn Quốc. Sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Và rất là muốn di chuyển tới địa điểm tiếp theo để có thể khám phá đất nước này. Xin chào top 3 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model mùa giải All Star. Chào mừng các bạn đã đến với thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tôi là Trang Lê, đại diện cho chương trình Người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model, đại diện cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, và đại diện cho công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam, BU Models, người đã từng đồng hành với rất nhiều các thí sinh trong suốt 7 mùa giải vừa qua. Và tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn trong mùa giải All Star lần này. Trong chuyến đi lần này, tôi sẽ đưa các bạn đến thăm và casting tại trong những công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu châu Á, đó chính là công ty YTK Plus. Ngay sau những ngày làm việc, các bạn sẽ có cơ hội được tham quan những danh lam thắng cảnh, những nền văn hóa và ẩm thực đặc sắc của xứ sở kim chi. Và ngay bây giờ, chúng tôi muốn mang đến cho các bạn bất ngờ đầu tiên, đó chính là các bạn sẽ di chuyển đến một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất của thủ đô Seoul, Hàn Quốc,
đó chính là khách sạn 5 sao cao nhất thủ đô Seoul, rất nhiều Hotel Seoul. Các bạn đã sẵn sàng cho chuyến trải nghiệm tuyệt vời tại thủ đô Seoul Hàn Quốc lần này chưa? Sẵn sàng! Nào chúng ta cùng lên đường! Chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được đón tiếp nồng nhiệt như những ngôi sao thật sự ngay từ lúc bước chân vào khách sạn. Welcome ladies, welcome to City Hotel. Thank you. This is the top three of Vietnam's Next Top Model. Congratulations on being the top three of Vietnam's Next Top Model, All Star. Officially, you are now in the hotel in the world with the best views. We are Signal Seoul. We just opened in April. We're part of the Lotte Group, and this is our luxury brand. We have just established. Our aim is to become the best hotel not only in Asia but also in the world, and take the brand worldwide. This is the second tallest hotel that exists on the whole planet. I'm sure you enjoy our facilities, enjoy the room, and good luck when you get back home with the grand finale. Mới bước vào phòng thì wow, một căn phòng tuyệt đẹp, khách sạn Senior, một trong những khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Lotte Hotel World. Và đây là một trong những khách sạn rất là đẹp mà tôi từng biết. Ngay lại đến giới thiệu nhìn đường thì cả hai cùng nhìn thấy toàn cảnh của thành phố. Và điều này thôi thúc chúng tôi muốn ngay lập tức đi khám phá thì chúng tôi xin vào nhà. Tôi được đưa đến công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Hàn Quốc YG K-Plus, và chúng tôi còn có một buổi casting tại đây nữa. Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là thoải mái, mong chờ cuộc casting này, cho nên là ngay bây giờ các bạn hãy cùng với chúng tôi. Được gặp gỡ agency rất là nổi tiếng tại Seoul là một điều vô cùng tuyệt vời với cả ba chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi được trò chuyện cũng như tác chân trực tiếp với đại diện của công ty quản lý người mẫu này. Vietnam Next Top Model All Star 여러분들을 한국에서 만나게 돼서 제가 굉장히 관심 있게 봤어요. 그래서 미, 그다음에 소정, 그다음에 중 세 명이 오늘 워킹하는 것 같고 테크닉을 봤는데 셋다 다 너무 잘했어요. 한국 모델들보다 절대 죽이지 않았고. 네, 오늘 여러분 너무 수고 많이 하셨고요. 제가 여러분들 여기까지 오셨으니까 선물이 있어요. 여러분들한테 제가 우리 세계적인 탑 모델이면서 소라 소희를 소개하겠습니다. 박수로. 와우, wow, thật sự là cảm thấy ấn tượng khi Sora xuất hiện và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất là thú vị với cô ấy. Trong lời chung kết ạ, bí quyết của bạn là gì để tỏa sáng và trở thành quán quân của mùa giải bạn đã tham gia? 제가 그때 정말 아팠었어요. 근데 아픈 거고 뭐고 다 필요 없고 너무 우승하고 싶다는 그 열정과 열망이 되게 컸었어요. 그래서 정말 나 자신을 믿고 그 열정과 열망을 되게 막 생각하면서 정말 막 했던 것 같아요, 정말로. 일단 저분들을 만나게 돼서 너무 기뻤고요. 그리고 저 세 분들 다 짧은 시간이었지만 한 명 한 명 다 봤거든요. 근데 다 너무 예쁘시고 몸매도 너무 좋으시고 정말 좋은 결과가 기다릴 거라고 저는 생각합니다. 행운의 필요야. 끌러. Thank you. thì ba chúng tôi đang đứng tại khu làng cổ Seoul Hàn Quốc, và mỗi người đều có một kiểu làm tóc và trang điểm với những bộ handbook rất là khác nhau. Chúng tôi đã có những bức ảnh cực kỳ thú vị, cực kỳ thời trang với những tạo dáng khác nhau, và với những bức hình này thì chắc chắn rằng chúng tôi là những người đẹp nhất. Chúng tôi đã
Và ở đây có những món bò đặc biệt nổi tiếng nhất là bò Wagyu chấm với lại muối Himalaya. Và thật là nhanh chóng, ngay bây giờ. Ok, bắt đầu bữa ăn thôi.찍었는데 굉장히 쭈웅 씨가 되게 적극적으로 해줬고 그리고 막 같이 소통하면서 굉장히 즐거웠던 것 같아요. 네, 너무 멋지고 다음에 또 만날 일이 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. Lần này đối với top 3 chúng tôi là một trải nghiệm thật sự là tuyệt vời. Năm nay một All Star ăn uống rất là sang, ở 5 sao và đi tất cả mọi nơi, nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng có đồ ăn ngon, tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn BU Model đã tài trợ cho top 3 đi đến được một đất nước rất là đẹp như vậy. Việc tiếp xúc với những người mẫu ở đây cùng cách làm việc của họ khiến cho chúng tôi có thêm động lực và năng lượng để bước vào đêm chung kết. Những thử thách bất ngờ nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Ai sẽ bứt phá để bước lên ngôi vị quán quân danh giá của chương trình người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model 2017 mùa giải All Star? Hãy đón xem đêm chung kết được tường thuật trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2017 trên kênh VTV3. Thông tin chi tiết truy cập website www.nguoimauvietnam.tv.